Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Trailer Vlog của nước nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn cái sản phẩm đó chính là cái giá cho lắp sơ cua của Hyundai HD. Đấy, theo cái mã này thì nó lắp chung cho được tất cả các dòng Hyundai HD, từ HD65, HD72, HD98, HD99, Blue Mighty 110S. Đấy, vừa lắp luôn cho cả cao ti luôn. Đấy, tất cả các dòng xe Hyundai tải, lên tải rồi cao ti 2 số được lắp chung cho sơ cua này. Hàng này nó là hàng xịn chính hãng 100% hàng Mobis nhập khẩu nguyên chưa về. Cái giá cho nó vui không rất là nhiều vì anh em treo lốp hạ lên là xuống như trường đánh răng. Đây, trong một cái hộp nó sẽ đóng gói như này các bạn nhé. Em biết nó đặt đầy đủ các bạn này. Đấy, còn tem quyền lực các bạn này. Đấy, tem quyền lực các bạn nhé. Đây, mã vạch đàng hoàng đây. Đấy, ok cho các bạn. Bóc ra thì trong đấy nó sẽ đóng một cái hộp như này để chứa một cái giá cho nó vui như này. Bao gồm một cái bát để anh em có thể là treo móc qua lốp, đó được cái bát móc qua lốp. Đấy, cộng với cái thứ hai nữa là nó có một cái cục va lăng như này đó, vòng lặn xích là xịn sò anh em nhé. Đấy, xịn sò như này. Ốc đây, nó ra đây, nó qua đâu rồi, lấy cái chụp cái tần số này này, ok chưa, rất đơn giản này. Đấy, ốc bát này đó là xịn sò luôn. Đấy, nhiều anh em đã bị hỏng cái bánh răng này thì một số bác bị hỏng cái bánh răng này thì các bác bảo mình là có chế được không hay là khắc phục được không, thì với cái bài mà chế mà độ mà khắc phục cái này thì mình chưa thấy bác nào làm được. Đấy, anh em toàn mua mới thôi thì thật ra thì cái giá trị của một quả lốp nó rất là cao mà anh em mà chẳng may mà bị đất trước trên đường cũng rất là dở. Cộng với thứ hai là hàng xịn thì nó sẵn trên thị trường, sẵn trên thị trường thì đấy, anh em có gì thì ủng hộ mình nhá. Đấy này, ủng hộ mình này theo số điện thoại là 0978823083, 0978823038 và 0243861646. Đấy, nhà mình dùng thứ nhất là ba số điện thoại này để giao dịch anh em trên toàn quốc. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình. Đây là lượng số cua hàng xịn sò các bác nhé, sò đấy. Đấy, nhiều bác thì hỏi là anh lắp một số dòng xe khác có được không, có chế được không. Hôm nay thì mình sẽ lấy cái thước mình đo cho anh em cái vị trí cái tâm mốc từ bên nọ sang bên kia để anh em có thể là chế vào những dòng xe khác anh em thích. Rồi, các bác đợi được một phút nhé. Rồi, mình đã quay lại trở lại đây. Đây, sau đây mình sẽ lấy cái thước mình đo cho các bác xem nhá. Đây, mình sẽ đo cái thước cho các bác xem này. Lỗ tâm mốc, đây mình đo cho các bác xem nhá. Đây, lỗ tâm mốc của các bác đây, nó sẽ rơi vào 61 từ bên nọ sang bên kia các bác nha, chính tâm luôn này. Đấy, có lệch tâm một tí cũng được, không sao, còn lốc thì nó sẽ bị chênh nhau một tí, các bác khoan nó rộng là đi được 61. Đấy, còn bán kính độ háng của nó từ bên nọ sang bên kia nha các bác nha. Đấy, mình sẽ đo cho các bác như thế này đi. Đây, nó thực tế thì anh em nhiều khi mà chế cháo vào những cái xe khác thì anh em có một cái căn bản để anh em chế. Đây, mình sẽ để như này. Đấy, nó rơi vào 9 phân, ok cho các bác. Còn cái bát này ấy, thì mình sẽ đo cho các bác một thứ giây để anh em có biết là nó có sỏ qua cái lốp các bác hay không. Đây, nó sẽ rơi vào như này, 24, ok cho các bác. Đây, có gì các bác ủng hộ mình nhá, theo ba số điện thoại mình đã đọc. Đấy, có gì anh em liên hệ với mình và nhớ vào đúng hàng cho mình. Ở đây cũng được hàng sẽ khác nhau. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến video này. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.